Nguyên nhân trẻ sơ sinh hay khóc đêm. Khóc là hành động của trẻ nhằm biểu lộ sự mong muốn hay muốn thổ lộ điều gì đó mà bé chưa nói được. Bé có thể khóc nhiều giờ trong ngày. Nguyên nhân trẻ hay khóc đêm. Đang đói, từ khi sinh ra đến 2 tháng tuổi, hầu hết trẻ thức giấc 2 lần mỗi đêm để bú. Từ 2 đến 4 tháng tuổi, hầu hết trẻ cần cho bú một cữ vào giữa đêm. Khi 4 tháng tuổi, hầu hết trẻ bú bình đều ngủ nhiều hơn 7 giờ mà không cần cho bú. Hầu hết trẻ 5 tháng tuổi, bố mẹ đều có thể ngủ liền một mạch khoảng 7 giờ vào ban đêm. Bình thường ở độ tuổi này trẻ không cần ca lâu vào ban đêm. Mệt mỏi, có thể do ban ngày bé vận động nhiều, hoặc là dấu hiệu báo trước bé sắp bị bệnh, thường gặp là nhiễm siêu vi, hay có những dấu hiệu mà bác sĩ gọi là tiền triệu như mệt mỏi, biếng ăn, quấy khóc. Quá lạnh hoặc quá nóng, thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bé, đặc biệt khi bé càng nhỏ tuổi, như trẻ sơ sinh hay khóc đêm, do khả năng thích nghi của bé càng kém, khi nhiệt độ hay thời tiết thay đổi. Cần thay tã do kè hay đại tiện, trẻ nhỏ thường đi tiểu không báo trước cho mẹ biết, chỉ khi bé lớn hơn 6 tháng mới có khả năng điều chỉnh được. Vì cảm giác ẩm ướt gây khó chịu, nên nó cũng là lý do trẻ khóc đêm. Cần được an ủi, một số bé khi thức giấc giữa đêm, có thể tự thích nghi tự ngủ lại được, một số bé khác lại không như vậy, bé sợ bóng tối, cảm giác lạc lõng cô đơn nên khóc để tìm sự hỗ trợ của bố mẹ. Chướng bụng, có thể do mẹ cho bé ăn, hay bú vực. Sức của bé, hay bé bị bệnh hay do thuốc điều trị làm khả năng tiêu hóa thức ăn của bé kém, làm chướng bụng đầy hơi, điều này làm đội cơ hoành lên làm bé càng khó thở, vì vậy ngủ không được, trẻ càng nhỏ dung tích dạ dày càng nhỏ, mẹ nên lưu ý nó là lý do làm trẻ sơ sinh khóc đêm. Quá kích thích do đùa giỡn ban ngày, hoặc rối loạn giấc ngủ, đôi khi tạo những giấc mơ tạm gọi là ác mộng, có thể làm bé sợ hãi, những phiêu hành động, bé vô tình xem, cũng có thể gây hiệu ứng không tốt, đối với hệ thần kinh còn non yếu của bé. Bị bệnh, thiếu canxium, do bị chứng đau quặn bụng colic, hay còn gọi khóc dạ đề, hoặc do nghẹt mũi, nhiễm siêu vi đa số các trường hợp, bé bệnh đều có thể gây ra biểu hiện này, bé thường mè nheo, nhưng đôi khi cũng sẽ khóc thét, do không chịu đựng được các cơn đau. Mẹ nên lưu ý vì có những tình huống đôi khi cần xử lý cấp cứu như lồng ruột hay viêm ruột thừa, viêm ruột hoại tử. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.